chương 812, chặn đồ. Lúc này, thư ký của Tổng Giám đốc Dương Tiến Nguyên gõ cửa đi vào, Diệp ca, Dương Tổng thông báo anh qua họp, chữ động cũng đã đến. Ánh mắt Diệp quảng quảng hơi lóe lên, biết rồi, lập tức đi. Nói xong nhìn về phía lạc thần và cung hút dặn dò, các cậu cứ lo xong chuyện của mình đi, không cần phải quan tâm chuyện của tôi. Diệp ca anh yên tâm, bất kể ai tới, em đều chọn anh được rồi cậu không gây họa cho tôi là tôi cảm ơn rồi lạc thần nhìn thấy bóng lưng diệp quảng quảng rời đi trong con mắt lộ vẻ lo âu trong phòng làm việc một đám người cao tầng tất cả đều có chữ hồng quang cũng đích thân tới ngay trước mặt mọi người tuyên bố việc diệp bạch thăng chức chúc mừng chúc mừng chúc mừng tổng giám diệp a à không đúng hiện tại đã là phó tổng dịp rồi chúc mừng phó tổng giám đốc diệp mọi người rối rít chúc mừng, chẳng qua là ánh mắt rất sâu xa. Người này là Thái Dũng Thắng ở Hoàng Cầu, cũng là cháu của tôi, tuổi trẻ nhưng chưa có kinh nghiệm nhiều, mong mọi người giúp đỡ. Ha ha! Chữ tổng khách khí, đâu có đâu có. Chúc mừng tổng giám Thái nhậm chức. Chữ Hồng Quang nhìn về phía Diệp Bạch, Diệp Bạch à, khoảng thời gian này cực khổ rồi. Hiện tại Dũng Thắng tới, cậu có thể an nhàn một chút, nếu là muốn đi du lịch nơi nào, lúc nào cũng có thể nói với tôi thái dũng thắng vội nói đúng vậy công ty bên này giao cho tôi là được diệp quảng quảng cười nhạt cũng không nói gì cảm ơn chữ tổng mỗi người đều có tâm tư khác nhau hội nghị đến đây là kết thúc chữ hồng quang gọi diệp quảng quảng lại nói chuyện với cô một lúc nội dung chủ yếu là nhắc nhở cô để cho cô ngoan ngoãn dưới lầu phòng làm việc của diệp quảng quảng sau lưng thái dũng thắng mang theo một trợ lý một người mới dáng dấp xinh đẹp, nghênh ngang đi vào phòng làm việc của Diệp Quảng Quảng. Sau đó đặt mông ngồi vào bàn làm việc, danh sách hành trình công việc hôm nay đâu. Lấy đến đây cho tôi. Vẻ mặt trợ lý của Diệp Quảng Quảng khó xử, chuyện này, Tổng Giám Thái, hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức, những hành trình này có phải hay không được sự đồng ý của Tổng Giám Diệp. Thái Dũng Thắng nghe vậy, sắc mặt lúc này tối đi, rốt cuộc tôi là Tổng Giám, hay là cô là Tổng Giám, tôi làm việc chẳng lẽ còn nhờ cô chỉ bảo. Tiểu trợ lý rụt cổ lại, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, chiều hôm nay tổng giám diệp có một cuộc hẹn với tổng biên tập của tạp chí sắc đẹp, chắc lúc này ông ấy sắp đến. Đang nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên. Nhìn người tới, Thái Dũng Thắng lập tức đứng dậy, bước nhanh đi tới trước mặt lương sùng vui, chắc anh là chủ biên của tạp chí sắc đẹp, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Lương Sùng hoài nghi nhìn về phía Thái Dũng Thắng anh là Thái Dũng Thắng cười rạng rỡ, tôi là tổng giám bộ truyền thông của quan diệu Thái Dũng Thắng. Theo bản năng lương sùng nhìn về hướng tiểu trợ lý, tổng giám bộ truyền thông không phải là. Thái Dũng Thắng cười ha hả mở miệng, Diệp Bạch tổng giám Diệp đã từ chức rồi, bắt đầu từ hôm nay, tất cả hoạt động của nghệ sĩ đều do tôi phụ trách. Lương Tổng Anh trực tiếp nói với tôi là được. Thái Dũng Thắng vừa nói vừa hướng về trợ lý của mình dặn dò, tiểu trần, mau đi đặt phòng ăn. Vâng, Tổng Giám Thái. Lương Tổng, mời đi bên này. Chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Thái Dũng Thắng từ đầu tới cuối không cho tiểu trợ lý cơ hội nói chuyện, trực tiếp mang Lương Sùng đi. Chương 813, Cọ nhiệt độ. Diệp Quảng Quảng vừa mới trở lại, tiểu trợ lý lập tức mở miệng lo lắng nói, Diệp Tổng Giám, không xong rồi. Diệp Quảng Quảng, thế nào? Buổi chiều hôm nay không phải là anh hẹn với Tổng Biên Tập Lương kết quả là tổng giám thái trực tiếp đem người đi rồi. Còn nói bắt đầu từ hôm nay, tất cả việc của nghệ sĩ đều do anh ta phụ trách. Tiểu trợ lý càng nói càng tức giận, dịp ca, Thái Dũng thắng này cũng quá đáng rồi, rõ ràng là anh hợp tác trước, coi như là anh ta đến nhậm chức, cũng là phải do anh ủy nhiệm đã, sao anh ta có thể đoạt, như vậy công lao cuối cùng không phải là của anh ta sao? Hợp tác đó là cô tiếp cận đối phương hơn một tháng mới có được, liền như vậy bị cướp giữa đường sắc mặt diệt quảng quảng không có chút biến sắc nào, mở miệng nhàn nhạt nói, anh ta có bản lĩnh cướp, cũng phải có bản lĩnh ăn hết. Phòng cao cấp của một khách sạn ở Đế Đô. Tổng biên tập lương, giới thiệu cho anh một chút, đây là diễn viên của công ty tôi, Dương Lộ Thiến. Thiến Thiến, còn không nhanh rót rượu cho tổng biên tập lương, sắc đẹp là phá sần magazine hàng đầu của nước ta, ngay cả tạp chí BV cũng bị ép bao nhiêu người đều muốn xuất hiện trên tạp chí sắc đẹp đó thái dũng thắng ân cần mang người đẹp đi mời rượu mọi người ai cũng đều thích khen lương sùng cũng không ngoại lệ nghe thấy vậy tâm tình tốt mở miệng tổng giám thái quá khen tổng biên tập lương không cần khiêm tốn tôi đều nói thật thái dũng thắng vừa nói chuyện một bên nháy mắt cho nữ nghệ sĩ dương lộ thiến nhất thời hiểu ý bưng ly rượu đi về phía lương sùng thân thể kề sát hết mức tổng biên tập lương Thiến Thiến mời anh một ly. Sau ba lần rượu, Thái Dũng thắng đủ loại nịnh nọt, chờ đến dụ dỗ đủ rồi, mới thừa cơ hội mở miệng nói. Tổng biên tập lương, Thiến Thiến là người mới năm nay của quan diệu của chúng tôi, tất cả tài nguyên đều ưu tiên cho em ấy, mới vừa quay một bộ phim về nữ chủ đùa giỡn, tương lai phát triển không tồi, cái ảnh bìa kia có thể để cho Thiến Thiến hay không? Nghe đến đó, Lương Sùng nhất thời nhíu mày, uống rượu thuộc về uống rượu chuyện công ông ta không lơ là, có thể làm được vị trí tổng biên tập, tự nhiên không phải người ngu, tùy tiện lừa đôi câu là được. Năm nay người mới vào vượt qua quá nhiều, Dương Lộ Thiến này cũng chỉ là một trong số đó, mặc dù đem tài nguyên lớn đổ vào, nhưng cũng chưa chắc đã nổi. Loại người này, còn chưa có đủ tư cách để lên tạp chí của ông ta, nếu như ông ta biết hôm nay tổng giám quan Diệu Kính Đáo đưa người cho ông ta, chắc ông ta cũng không tới ăn bữa cơm này lương sùng ung dung mở miệng nói tổng giám thái tôi nghĩ anh có phải nghĩ sai gì rồi không trước đây tôi và tổng giám diệp nói qua là để cho cung hút chụp ảnh bìa kỳ tạp chí tiếp theo của chúng tôi tôi bên này đã chuẩn bị xong chủ đề cho cậu ta anh đột nhiên muốn đổi người tôi sợ chúng ta không cách nào hợp tác được thái dũng thắng ho nhẹ mở miệng nói tổng biên tập lương anh đừng nóng đừng nóng tôi đương nhiên không vi phạm quy ước với anh rồi ý của tôi là anh có thể đem thiến thiến chụp chung với cung hút được không hình tượng bên ngoài của cung hút anh cũng biết rồi khoảng thời gian này thái độ lại thay đổi bình thường đột nhiên tu tâm dưỡng tính không có giao lưu bạn gái thậm chí tin bên lề cũng không có ngoại giới đối với việc này rất hiếu kỳ anh nghĩ nếu như lúc này truyền ra cái tin gì có phải hay không rất nóng đến lúc đó lượng tiêu thụ của tạp chí anh không phải là hết sức rõ ràng sao Thái Dũng Thắng đã tính toán gợi ý hết sức rõ ràng. Anh ta không chỉ muốn cướp công lao của Diệp Quảng Quảng, còn muốn cọ nhiệt độ của cung hút, lợi dụng cung hút để nâng người mới dưới tay anh ta. Chương 814, Hợp tác vui vẻ. Lương Sùng nghe đến đó, ánh mắt nhất thời sáng lên, vừa nhìn chính là đối với ý kiến của Thái Dũng Thắng rất động tâm. Gần đây, sắc đẹp của bọn họ bị đối thủ cũ BV theo rất căng. Bên ông ta áp lực cũng rất lớn, nếu không cũng không muốn loại hình như cung hút, nhưng không có người nào khác nên bên ông ta mới hạ thấp tiêu chuẩn của mình như vậy. Bất quá, người tổng giám dịp kia đàm phán rất tốt, làm cho cho ông ta phá lệ. Nhưng không nghĩ tới, tổng giám của quan Diệu lại đổi người, Thái Dũng Thắng nói muốn chụp hai người, mặc dù độ nóng cũng không nhiều nhưng nghe ý của Thái Dũng Thắng, quan Diệu là muốn lợi dụng ảnh bì này để nâng đỡ người mới, đến lúc đó có thể kéo được lượng tiêu thụ ngược lại ông ta đã vì cung hút phá lệ một lần vì lượng tiêu thụ lại phá lệ một lần dường như không khác nhau là mấy phát hiện sắc mặt lương sùng dao động thái dũng thắng lập tức không ngừng nháy mắt cho nữ nghệ sĩ tổng biên tập lương em nhất định sẽ biểu hiện rất tốt dương lộ thiến vừa nói một tay mò trên đùi lương sùng không chỉ là kéo được lượng tiêu thụ hơn nữa thái dũng thắng này cũng cho ông ta có nhiều chỗ tốt sao mà lại không làm Nghĩ tới đây, Lương Sùng mở miệng nói, nếu như mà chụp hai người, ngược lại cũng không phá hủy hiệp ước giữa chúng ta. Lương Sùng, hợp tác vui vẻ. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Diệp Mộ Phàm tức giận đùng đùng đi tìm Diệp Quảng Quảng. Quảng Quảng, anh biết ngay con cáo già chữ Hồng Quang không có lòng tốt mà. Vào lúc này Thái Dũng Thắng nhảy dù tới, rõ ràng là muốn cướp công lao của em. Như thế, vừa mới tới công ty một ngày, liền chen người vào chỗ trang bìa của sắc đẹp. Không phải trang bìa sắc đẹp là do em lấy được sao? Anh ta lại có thể dựa vào một bữa cơm thì đại công cáo thành. Diệp mộ phàm càng tức giận, cái tên đó ỉ vào chữ hồng quang chống lưng, sau đó càng quá đáng hơn, ở một chỗ với loại người như Thái Dũng Thắng này, không bằng trực tiếp rời đi cho rồi. Diệp quảng quảng đi tới, rót cho Diệp mộ phàm ly trà. Trấn an anh một cái, không gấp, bây giờ chưa phải lúc. Diệp mộ phàm vội mở miệng, đáng chết, thiếu chút nữa đã quên rồi, em thiếu chữ hồng quang khoản tiền nhà ở, còn thiếu bao nhiêu. Chỗ này anh cũng có một ít, em cầm lấy đi. Nhà tạo mẫu cho dù nhiều đi nữa cũng không thể nào bằng nghệ sĩ với người đại diện được, huống chi anh mới làm cũng không lâu, cho nên không có để dành được bao nhiêu tiền. Đều do anh, lúc trước quá chơi bời, nếu là sớm kiếm tiền một chút, thì cũng không để một mình hoảng hoảng cực khổ như vậy càng làm anh lo lắng là, nếu quả thật từ chức thì sẽ có chỗ nào chứa chấp bọn họ. Bắt đầu lại từ đầu thì dễ sao, những công ty khác cũng không dễ lăn lộn như vậy. Không cần, anh bây giờ đang trong thời kỳ phát triển, cần có nhiều tiền để sử dụng nhiều chỗ, còn khoản tiền nhà ở thì tháng này e cũng đủ rồi. Đúng rồi, sự tình em bảo anh chú ý thì như thế nào? Diệp Quảng Quảng hỏi. Vẫn đang trong chừng, em nói cái bộ phim kia, Hoàng Thiên vẫn chưa có tin tức. Diệp Mộ Phàm trả lời, sau đó không hiểu hỏi, bất quá, em quan tâm Hoàng Thiên quay phim điện ảnh nào làm gì? Diệp Quảng Quảng lộ ra thần sắc suy tư, dĩ nhiên là muốn xác định xem sự tiến triển của kiếp này với kiếp trước như thế nào. Chương 815, bị bôi nhọ trinh tiết. Cô muốn xác định xem Hoàng Thiên có sử dụng kịch bản bên từ Lâm đem qua để quay thành phim hay không? Hiện tại, cái kịch bản này cô đã sớm dựa vào ký ức kiếp trước mà viết ra toàn bộ rồi, hơn nữa còn đăng ký bản quyền trước Hoàng Thiên. Bộ phim này là mấu chốt nhất, là lá bài tẩy xem cô có thể xoay mình hay không. Nếu như bước cờ này không đi được thì sau khi rời khỏi quan diệu, muốn đông sơn tái khởi, sẽ cực kỳ gian nan. Hiện tại, chuyện cô cần làm một là cần phải nhanh chóng trả hết nợ, hoàn toàn đem quyền sở hữu nhà cầm về, hay là phải đợi tin tức xác thực bên phía Hoàng Thiên. Bên này Diệp Quảng Quảng đang nói chuyện, một hồi tiếng chuông điện thoại di động dùng dập treo lên. Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh nóng nảy không dứt, là trợ lý đông tử của Cung Hút, Diệp ca, không xong rồi, Cung Hút. Cung Hút anh ấy và Thái Dũng Thắng lại ầm ĩ rồi. Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, Thái Dũng Thắng. Mọi người hôm nay không phải đi chụp hình cho tạp chí sắc đẹp sao? Đông tử mở miệng nói, vâng, nhưng tổng giám thái mang theo nghệ sĩ dưới tay của anh ta là Dương Lộ Thiến cùng đi, còn nói muốn cho Dương Lộ Thiến và Cung Hút cùng nhau chụp ảnh bìa, Cung Hút không muốn. Cho nên liền xảy ra tranh cãi. Không nghĩ tới, tên Thái Dũng Thắng này đoạt công lao của cô không nói, còn thừa cơ đem theo nghệ sĩ của mình, lại muốn lấy thêm tài nguyên, còn đụng chạm với Cung Hút nữa. Thật sự là tính toán rất hay. Tôi lập tức tới ngay. Diệp Quảng Quảng nói xong cúp điện thoại quảng quảng xảy ra chuyện gì sao diệp mộ phàm vẻ mặt lo âu hỏi diệp quảng quảng thái dũng thắng đem dương lộ thiến tiến vào ảnh bìa sắc đẹp diệp mộ phàm mẹ nó người này làm sao lại vô sĩ như vậy được chứ diệp quảng quảng em đi xem một chút anh đừng lo lắng cho em nhanh đi làm chuyện của anh đi công ty cao ốc tạp chí sắc đẹp bên trong phòng chụp ảnh diệp ca vừa nhìn thấy diệp quảng quảng Cung hút đang cùng Thái Dũng thắng tranh cãi nhất thời vẻ mặt phản phất như bị bôi nhỏ trinh tiết nói, Diệp ca, em không muốn chụp, em muốn về nhà. Nhìn thấy Diệp quảng quảng, Lương Sùng cố ý làm ra bộ dạng kinh ngạc mở miệng nói, ơ kìa, tổng giám Diệp, làm sao anh lại đích thân tới đây vậy? Diệp quảng quảng đầu tiên là cho cung hút ánh mắt bình tĩnh chớ nóng vội, ngay sau đó nhìn về phía Lương Sùng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói, tổng biên tập Lương. Nếu như tôi nhớ không lầm, Ban đầu chúng ta đã nói để cho cung hút chụp ảnh bìa kỳ này mà thôi. Trong con mắt của Lương Sùng thoáng qua một vệt sáng, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói: Tổng giám Diệp, a à không đúng nha, hiện tại phải gọi anh là Phó Tổng Giám đốc Diệp rồi, còn chưa có kịp chúc mừng Phó Tổng Giám đốc Diệp thăng chức. Sự tình ở đây là như thế này, mặc dù tôi có đáp ứng để cho cung hút xuất hiện trên trang bìa kỳ này, nhưng không có nói không có những người khác, anh nói có đúng hay không? khóe miệng Diệp Quảng Quảng đảo qua một tia cười lạnh, ông ta lại có thể cùng với cô chơi chữ kiểu này sao? Lương Sùng tiếp tục mở miệng nói, huống chi, hiện tại tổng giám nghệ sĩ là Thái Tiên Sinh, chuyện hai người chụp hình kỳ này tôi đã cùng anh ta nói chuyện xong rồi. Mặc dù hiện tại Diệp Quảng Quảng nói dễ nghe một chút là phó tổng giám đốc, nhưng người nào lại không biết quan hệ của Thái Dũng Thắng và Chữ Hồng Quang chứ, Chữ Hồng Quang đem anh ta đưa vào truyền thông quan diệu là có ý đồ gì, cho dù là nội bộ hay là bên ngoài quan diệu đều rất rõ ràng, bọn họ đương nhiên cũng biết lời nói của ai là có trọng lượng nhất. Bây giờ Diệp Quảng Quảng này chỉ có vị trí là một phó tổng giám đốc. Là một người chỉ có miếng mà không có tiếng mà thôi. Lúc này, Thái Dũng Thắng mang theo Dương Lộ Thiến cười ha hả đi tới, phó tổng giám đốc Diệp, loại chuyện nhỏ này giao cho tôi là tốt rồi, không cần làm phiền anh tới đây đâu, anh nhìn xem cung hút và thiến thiến của chúng tôi trai tài gái sắc, đứng chung một chỗ như cảnh đẹp ý vui, mọi người nhất định sẽ thích xem cái này, lại nói vai chính do thiến thiến của chúng tôi đóng trong phim truyền hình mới vừa quay xong, nhân khí đang cao, cho nên lượng tiêu thụ tạp chí kỳ này nhất định sẽ cực lớn. Nha Chương 816, Sù Lông Cung hút nghe xong giận đỏ mặt. Chỉ Thái Dũng thắng mắng, bùng nổ đại gia ông A, muốn lợi dụng nhân khí của tiểu gia tôi còn nói đường đường chính chính như vậy, làm còn giống như là tôi đang chiếm tiện nghi của người bên ông nữa chứ tôi cảnh cáo ông ai muốn chụp người đó chụp tiểu gia không chụp chung đâu muốn chiếm tiện nghi của tôi sao vậy cũng phải xem tôi có tình nguyện hay không đã trước mặt nhiều người như vậy mà cung hút không nể mặt mình sắc mặt của thái dũng thắng nhất thời có chút khó coi liền trầm giọng nói cung hút cậu coi mình vẫn là nhị thiếu gia cung gia sao hợp tác quan trọng như vậy một câu nói không chụp của cậu thì không chụp sao? Phó Tổng Giám Đốc Diệp à? Chẳng lẽ, đây chính là tư chất nghệ sĩ dưới tay anh sao? Sắc mặt của cung hút biến đổi, hiện tại cậu ta ghét nhất chính là một câu nói kia cậu coi mình vẫn là nhị thiếu gia cung gia, đang tức giận muốn mở miệng mắng, Diệp quảng quảng đè lại bả vai của cung hút, sau đó nhìn về phía Thái Dũng Thắng, tư chất nghệ sĩ của tôi như thế nào, còn chưa tới phiên người ngoài xen vào sắc mặt thái dũng thắng cứng đờ anh lúc này điện thoại di động của diệp quảng quảng reo lên tên người gọi đến là chữ hồng quang hơn nữa chữ hồng quang gọi đến là cuộc gọi video thái dũng thắng nhìn thấy điện thoại di động của diệp quảng quảng nhất thời lộ ra vẻ mặt đắc ý diệp quảng quảng tiếp điện thoại alo chữ tổng đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh lời nói sâu xa của chữ hồng quang diệp bạch à hiện tại dũng thắng cậu ta vừa tới công ty khả năng có người sẽ không nghe cậu ta rất nhiều chuyện còn cần cậu giúp đỡ và phối hợp cậu hiểu ý của tôi chứ quả nhiên là tới cảnh cáo cô mà hơn nữa cố ý gọi video rõ ràng cho thấy muốn để cho nhiều người thấy thái dũng thắng có chỗ dựa dịp quảng quảng hiểu được vẻ mặt thái dũng thắng châm biếm giả vờ bất đắc dĩ nói chữ tổng phó tổng giám đốc dịp anh ta xúi dục nghệ sĩ dưới tay không phối hợp với công tác của tôi như vậy, tôi thực sự rất khó khăn. Ngắt điện thoại của chữ Hồng Quang xong, sau đó, Diệp Quảng Quảng lần nữa nhìn về phía Thái Dũng Thắng đang đứng đối diện, chụp ảnh bì này muốn chụp cũng có thể, nhưng tôi phải nhắc nhở Tổng Giám Thái một câu. Giờ phút này, Thái Dũng Thắng đã hoàn toàn là bộ dạng không lo ngại gì, trong đầu nghĩ, anh ta không phải mới vừa còn rất khó chịu sao. Cuối cùng cũng phải nghe mình thôi. Lúc trước Diệp Bạch nâng lên một lạc thần nên mới đứng vững gót chân như vậy, nhưng anh ta có thêm năng lực lại có bản lãnh đi nữa thì thế nào? Mình không cần loại có năng lực này. Chỉ cần có người cho hậu thuẫn lớn, thì dù kẻ ngu mình cũng có thể cho người đó thành siêu sao được. Chờ nghệ sĩ của mình nổi tiếng, đến lúc đó, lại đem tài nguyên trong tay Diệp Bạch, thậm chí nghệ sĩ, từng cái tiếp nhận, lúc đó quan diệu này còn không chính là vật trong túi của mình sao? thái dũng thắng vô tình mở miệng nói ha ha phó tổng giám đốc diệp cứ nói đi đừng ngại diệp quản quản trực tiếp mở miệng tôi không đồng ý cho hai người cùng chụp ảnh nhưng bây giờ tổng giám thái đã cùng với tổng biên tập lương thương lượng được với nhau rồi nếu như tổng giám thái vẫn như cũ giữ vững ý muốn của mình như thế sau khi có ảnh bì kỳ này tất cả mọi hậu quả tạo thành đều do tổng giám thái tới gánh vác xin hỏi điểm này anh có vấn đề gì hay không đây là muốn nói anh ta đoạt công lao, cố ý hù dọa uy hiếp anh ta đây mà. Anh ta sao lại không nhìn thấu trò lừa bịp này được chứ? Thái Dũng Thắng cười ha hả mở miệng nói, Phó Tổng Giám Đốc Diệp, đó là chuyện đương nhiên rồi, dù sao lần hợp tác này, là tôi nói thành mà. Mọi chuyện sau này đương nhiên cũng để tôi xử lý rồi. Lương Sùng đứng ở một bên nghe được lời của Diệp Quảng Quảng, đồng dạng cũng thể hiện sự xem thường thái dũng thắng nói xong dương dương đắc ý nhìn về phía cung hút cung hút người đại diện của cậu cũng đã đồng ý rồi cậu còn muốn tiếp tục náo loạn nữa sao cung hút dẫn đến xù lông diệp ca tại sao phải để cho em và người xấu xí này cùng nhau chụp ảnh chứ em không chụp đâu số tiền đó cũng không đủ để bồi thường tổn thất tinh thần của em đâu vẻ mặt của dương lộ thiến vặn vẹo xấu xí cô ta xấu xí sao Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút, cái loại đần độn này miệng cũng thật là độc. Chụp xong tôi sẽ để cho đông tử đi mua mức hoa quả cho cậu. Diệp Quảng Quảng nói. Cung hút, em không đồng ý đâu. Đừng tưởng rằng một hộp mức hoa quả thì có thể dụ được em. Trinh tiết của em chẳng lẽ cũng chỉ có giá trị bằng một hộp mức hoa quả sao? Anh coi em là cái gì vậy? Diệp Quảng Quảng, hai hộp. Cung hút. Nhiếp ảnh gia đâu, nhanh lên một chút. Đừng lãng phí thời gian. Diệp Quảng Quảng Chương 817, Kiên Quyết Không Ngủ Cùng Bởi vì có sự phối hợp của cung hút cho nên buổi chụp hình với hiệu suất cao đã hoàn thành. Trong lúc chụp hình Thái Dũng Thắng nhiều lần yêu cầu chụp với một vài động tác thân mật, nhưng cũng còn may bởi vì có Diệp Quảng Quảng ở đó nhìn chăm chăm, cộng thêm lương sùng cố kỵ, sắc đẹp, bức bách, cho nên cũng không có chụp hình ảnh quá mức giới hạn, buổi chụp hình thuận lợi hoàn thành mới vừa chụp xong cung hút lập tức chui lên xe bảo mẫu mức hoa quả của tôi đâu vừa lên xe cung hút giống như bị bỏ đói nhào qua hướng đông tử đông tử lau mồ hôi vội vàng lấy ra anh hút đã mua xong là nơi anh thường đi mua đó cung hút nhận lấy túi nhìn một cái vẻ mặt bất mãn không có mua thêm cái gì khác sao để cho cậu đi mua hai hộp mức hoa quả cậu thực sự chỉ mua hai hộp mức hoa quả thôi sao sao không mua thêm bánh ngọt cho tôi cung hút bởi vì luôn luôn ăn vụn đồ ăn vặt mà cân nặng cơ thể vượt quá chỉ tiêu cho nên liền bị dịp quảng quảng bắt buộc phải giảm cân không cho phép ăn vặt nhất là đồ ngọt hiếm thấy có thể được cho phép ăn một lần cung hút từng bước từng bước thận trọng từ từ thưởng thức rất sợ ăn xong liền không còn nữa vừa ăn một bên vừa nháy mắt ánh mắt long lanh hướng về dịp quảng quảng ở chỗ ngồi bên cạnh rồi nói dịp ca dịp ca người ta có thể nói cho anh chuyện này không? Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút, nói tiếng người. Cung hút, Diệp ca, em muốn cùng anh thương lượng. Diệp Quảng Quảng, nói đi. Con mắt của Cung hút lóe sáng lấp lánh nói, a, à, chính là, anh khi nào? Để cho em gặp mức hoa nhỏ thật sự một chút đó. Rõ ràng ngay từ đầu là vì mức hoa nhỏ nên cậu ta mới đi theo Diệp Bạch, nhưng càng về sau này thời gian ở chung ngày càng lâu cậu ta phát hiện sự chú ý của mình tất cả đều tập trung ở trên người diệp bạch thậm chí thiếu chút nữa đã quên mục đích ban đầu của mình chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn thấy gương mặt của diệp bạch cậu ta mới nhớ tới mức hoa nhỏ của mình diệp quản quản liếc cậu ta một cái nói vẫn chưa từ bỏ ý định của mình sao vẻ mặt cung hút nghiêm nghị nói diệp ca anh nói nói gì vậy mặc dù em bình thường tương đối hoa tâm nhưng cảm tình của em đối với mức hoa nhỏ là không khác với những người khác đó có được không Diệp Quảng Quảng, nơi nào không giống nhau. Hai người chỉ mới gặp qua một lần mà thôi. Mặt của cung hút hiện ra hoa đào, vẻ mặt ngượng ngùng mở miệng nói, Diệp ca, anh chưa từng nghe qua câu nói mà cô gái thường nói sau, cái gọi là tình yêu, không có phức tạp như vậy đâu, có người chỉ cần vào một buổi chiều nào đó, vừa vặn xuất hiện ở trước mắt mình, mặc một cái áo sơ mi trắng thì cũng có thể yêu được rồi. Đối với em mà nói, tình yêu của em chính là lúc mức hoa nhỏ đưa cho em một hộp mức hoa quả. Diệp Quảng Quảng mặt im lặng nhìn về phía cung hút đột nhiên tràn đầy tâm tình thiếu nữ. Rõ ràng là một kẻ tình trường phong lưu, lại có thể bày ra một bộ dạng như mới trải qua mối tình đầu như vậy được sao? Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, mức hoa nhỏ không có cho phép cậu mỗi ngày ăn một khối chocolate đâu. Vẫn là nên trấn an đứa nhỏ này một chút đi, dù sao lần này, cung hút sợ là phải chịu điểm ủy khuất rồi. Trong nháy mắt cung hút nghe vậy mừng như điên, sau đó, mặt đầy cảnh giác nhìn chầm chầm Diệp Quảng Quảng, Diệp ca, anh làm sao đột nhiên tốt với em như vậy? Người ta tâm tính thiện lương sẽ có chút sợ hãi nha. Anh! Anh không phải là muốn đem em bán cho bà chủ có tiền, muốn em ngủ cùng bà ta chứ. Diệp Quảng Quảng! Cậu vẫn nên tiếp tục gặm lá cây cải trắng đi. Làm xong mọi chuyện sau đó diệp quảng quảng trở về cẩm viên theo tư dạ hàng cùng nhau ăn cơm tối trở lại đã được mấy ngày rồi nhích vô danh mai danh ẩn tích vẫn không có liên lạc lại với cô cho nên cô cũng không biết rốt cuộc còn có cần cô giúp đỡ nữa hay không vì thế về phía tư dạ hàng cô vẫn chưa mở miệng nói bất kỳ điều gì cả tên kia không đáng tin cậy như vậy hay là chờ xác định rồi nói sau đi dù sao đột nhiên bảo cô nói với tư dạ hàng để anh đi làm ba thật sự có chút quá giật mình đi Chương 818, đây là trò chơi mới. Diệp Quảng Quảng mới vừa vào trong sân thì đụng phải Thập Nhất, sau đó nhìn thấy một con mắt và cầm của cậu ta đều tím bầm một mảng lớn. A, à, Thập Nhất, mặt của cậu sao thế? Diệp Quảng Quảng vội vàng hỏi. Hiếp, Quảng Quảng tiểu thư. Thập Nhất theo bản năng vội vàng che mặt mình, hơn nữa phản xạ có điều kiện lui về sau một bước dài, sau đó nói, không có, không có việc gì hết. Ánh mắt Diệp Quảng Quảng sắc bén hỏi lại, tại sao lại không sao chứ? Ai đánh cậu vậy? Có phải là mấy người Nguyên Sinh lại tìm cớ rồi hay không hả? Thập Nhất nghèn nghẹn nói, không có, thật sự không có, chính tôi đụng vào tường thôi. Diệp Quảng Quảng, hả? Chính mình đâm phải tường có thể bị thương thành như vậy được sao? Diệp Quảng Quảng đang nói chuyện với Thập Nhất. Phía sau lưng Thập Nhất, Phong Huyền Diệp cũng đi tới, hơn nữa đều giống nhau sưng mặt sưng mũi. Diệp Quảng Quảng nhìn thập nhất một chút, rồi lại nhìn Cà Lâm một chút, mặt đầy không tin nói, Phong Huyền diệt cũng lại là xảy ra chuyện gì. Phong Huyền diệt đầu tiên là sững sờ, sau đó nháy mắt một cái, Ê! Tôi! Tôi! Tôi và! Và thập nhất! Nhất! Cùng nhau đụng! Thập nhất lập tức nói, đúng, tôi có thể làm chứng. Vẻ mặt Diệp Quảng Quảng không biết nói gì. Hai người chơi trò gì mới à? phong huyền diệt. Thập nhất lau mồ hôi. Bọn họ cũng không muốn chơi đùa đâu nha. Lúc ăn cơm với tư dạ hàng, Diệp Quảng Quảng vẫn luôn nghĩ đến chuyện ba mẹ của cháu nhiếp vô danh đều cùng nhau mất tích. Cô cẩn thận nghĩ qua, với tình hình thân thể hiện tại của tư dạ hàng, khả năng có con cực kỳ thấp, um, thân thể của anh ngay cả vận động mạnh cũng đều không thể chịu đựng được, cũng đừng nói tới chuyện sinh con. Không thể không nói trước muốn để cho tư dạ hàng người có tính cách không dính khói bụi trần gian tạm thời đi làm vũ em tính khả thi cũng đã quá thấp rồi, bây giờ còn muốn để cho anh đi giả làm ba người khác, đây không phải như là đâm vào vết thương của anh sao? À, đến lúc đó không bằng tìm một diễn viên tạm thời sẽ thích hợp. Thấy dịp quảng quảng trắng đũa, mất tập trung, tư dạ hàng giống như có thể nhìn thấu lòng người, ánh mắt nhìn về phía cô rồi hỏi, em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? diệp quảng quảng chột dạ sau đó bật thốt lên nói không có không nghĩ cái gì á em chỉ nghĩ đến thân thể của anh xem có ổn chưa khi nào chúng ta có thể sinh hoạt vợ chồng a Khụ, tư dạ hàng bị sạch diệp quảng quảng gấp rút vỗ phía sau lưng của anh nói anh không có sao chứ a à. thật là hiếm khi nhìn thấy bộ dáng thất thố của tư dạ hàng cô phát hiện ra mình càng ngày càng thích trêu chọc tư dạ hàng còn trêu chọc càng ngày càng thuận miệng nữa chứ đây là chuyện gì a à? tư dạ hàng rất nhanh khôi phục vẻ mặt trước sau như một trong trẻo lạnh lùng của mình ăn cơm đi ung um. cô không có cách nào ăn ngon nữa khi nghĩ về chuyện đó gần đây công việc như thế nào tư dạ hàng hỏi tư dạ hàng ít khi hỏi tới chuyện công việc bên kia của cô bây giờ hiếm thấy đột nhiên lại hỏi tới cô thầm nghĩ chắc có chuyện gì đó đây Đoán chừng là biết công ty bọn họ gần đây có sự thay đổi nhân sự rồi. Diệp quản quản đem tình huống đơn giản nói với anh một chút, sau đó mở miệng nói, Thái Dũng thắng là cháu bên ngoại của chữ Hồng Quang. Hậu Thuẫn vững chắc như thế, anh ta muốn tiếp quản công ty, dứt ngon tin công em căn bản là không có cách ngăn cản được, đây cũng là tình huống mà em đã sớm ngờ tới. Cố gắng làm đến bây giờ, nhìn anh ta chà đạp tâm huyết của em, sẽ đau lòng cũng là điều khó tránh khỏi chẳng qua là, bước này, sớm muộn đều phải trải qua. Lúc trước thời điểm tiến vào quan diệu, mục đích của cô rất rõ ràng, quan diệu tương đương với một môi trường mới, là nơi cô rèn luyện, tích góp kinh nghiệm và giao thiệp mọi nơi, sớm muộn cũng sẽ có một ngày phải rời đi. Tư dạ hàng nhàn nhạt nhìn cô một cái, hậu thuẫn, vững chắc. Diệp quảng quảng nháy mắt một cái, nhanh nhẹn cười hắc hắc mở miệng nói, nơi nào a, à, vững chắc thế nào đi nữa cũng không bằng anh chương 819, hai nam tranh một nữ. Mấy ngày sau, vì không muốn cháu mình tiếp tục gây sự với Diệp Quảng Quảng, chữ Hồng Quang phái cô đến nơi khác đi công tác. Cùng lúc đó, Cung Húc và Dương Lộ Thiến ở sắc đẹp chụp đủ loại hình ảnh ngoài lề đã bay đầy trời. Dương Lộ Thiến hiển nhiên là rất am hiểu làm loại chuyện này, lợi dụng góc độ tạo ra không ít hình ảnh mập mờ. Scandal giữa Cung Húc và Dương Lộ Thiến ùng ùng kéo đến, tất cả mọi người đều truyền tai nhau về tình yêu mới của cung hút. Bởi vì lượng fan của cung hút lớn, nên cái tên Dương Lộ Thiến trước đó không ai biết đến thoáng cái đã xuất hiện tại trước mặt tất cả công chúng. Tình yêu mới của cung hút đã được đưa ra ánh sáng, bạn gái mới là nữ nghệ sĩ đàn em cùng công ty, bạn gái mới của cung hút Dương Lộ Thiến ảnh Ngọc Thanh Thuần, cung hút vui mừng, ngàn năm vừa thấy người đẹp Dương Lộ Thiến, cung hút lần nữa rơi vào bể tình, theo đuổi tới cùng đàn em xinh đẹp nhìn thấy tựa đề bát quái trên mạng, cung hút giận đến dậm chân, đẹp. Thái Dũng Thắng đáng chết. Lão tử quyết liều mạng với anh. Ai con mẹ nó theo đuổi tới cùng rồi hả? Nội dung như vậy mà có thể đưa lên báo được sao? Đang la hét, cung hút lại thấy được mấy tin bát quái, lạc thần, dương lộ thiến đêm khuya cùng vào nhà trọ ân ái, lạc thần, dương lộ thiến liếc mắt đưa tình. Mối tình đầu của quốc dân lạc thần bên bông hoa xinh đẹp nhất, dương lộ thiến, cùng là một nhân vật nữ, có chút hư hư thật thật chụp hình lại, sau đó tạo thêm tựa đề hấp dẫn con mắt. A à ha ha ha, lạc thần cậu cũng trúng đạn nha. Cung hút một giây trước vẫn còn đang kêu la như sấm, một giây sau lại bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Trên ghế salon, lạc thần nhìn tin tức của mình và dương lộ thiến đủ loại bát quái. Chân mày nhíu chặt. Còn không có đắc ý bao lâu, cung hút lại bắt đầu ồn ào, mẹ nó. Cung hút, lạc thần vì ái mộ đàn em ra tay đánh nhau. Cái tin tức này là cái quỷ gì vậy? Cô gái này muốn đùa giỡn với ai vậy? Trong tấm ảnh là cảnh cung hút và lạc thần đang nói chuyện, Dương Lộ Thiến ở bên cạnh lo lắng khuyên nhủ, dịch ngon tinh công nhìn qua thực sự giống như một tiết mục máu chó hai nam tranh một nữ. Nhưng trên thực tế tình huống là cung hút và lạc thần giống như ngày thường cãi nhau, hai người cãi lộn như vậy vốn là thái độ bình thường, bên ngoài lạc thần luôn là vẻ bình tĩnh lãnh nhạt, nhưng cung hút mỗi lần đều có bản lĩnh chọc cho lạc thần phát bực lên hơn nữa tên này lại luôn lấy điều đó làm thú vui trong tấm ảnh lúc đó chụp lại được chính là cảnh dương lộ thiến tự mình chạy tới xen vào việc của người khác nhìn như khuyên can mà thôi kết quả lại bị xuyên tạc thành như vậy chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà tên ba người cung hút lạc thần dương lộ thiến đã xuất hiện vô số lần từ báo chí cho đến thông tin trên mạng Dương lộ thiến quả thật giống như một dạng vampi hút máu điên cùng bám lấy bọn họ. Dính vào người cung hút còn không đủ, liền kéo luôn cả lạc thần vào vòng xoáy này luôn. Dựa vào cổ nhiệt độ này, Thái Dũng thắng lại tự chủ trương thay ba người nhận không ít buổi phỏng vấn cùng sâu diễn. Giờ phút này, sắc mặt cung hút và lạc thần đều không tốt. Lạc thần xuất đạo tới nay đều là không có bất kỳ scandal nào cả, hình tượng vô cùng tốt, sau chuyện này, Lượng phan của dương lộ thiến tăng mạnh Nhưng hình tượng của cậu lại bị ảnh hưởng rất lớn Tuy nói cung hút nhiều người không thích Nhưng khoảng thời gian này cung hút bất luận là tiếng đồn hay là phương diện cuộc sống riêng Đều làm cho người ta ấn tượng nhiều hơn Những thứ này đều là do kết quả mà Diệp quảng quản cố ý tạo ra Mục đích là muốn giúp cải thiện hình tượng của cung hút Theo độ tuổi của cung hút Không có khả năng dùng thần tượng làm hình tượng cả đời của mình được Nhất định phải bắt đầu chuyển đổi Bây giờ lại bị Dương Lộ Thiến ầm ỉ như vậy, tình hình của cậu ta lại trở về như trước kia mất. Cung hút và lạc thần đã sớm không thiếu phan, càng không cần dùng phương thức tạo scandal để thu hút fan nữa, ngược lại tạo scandal với nữ minh tinh khác sẽ đưa tới phản cảm cho fan của bọn họ. Bọn họ hiện tại cần chính là tích lũy danh tiếng và gốc gác để bảo vệ hình tượng của mình. Thái Dũng Thắng làm chuyện này cuối cùng vẫn chỉ vì muốn cho Dương Lộ Thiến nữ nghệ sĩ của mình được nổi tiếng mà thôi. Chương 820, tình cảnh gian nan. Trong buổi họp công ty Hoàng Cầu. Thái Dũng Thắng Dương Dương đắc ý khoe khoang, bây giờ trải qua sự điều hành của tôi, ba người thiến thiến, lạc thần và cung hút càng ngày càng nổi tiếng rồi. Đầu năm nay lăn lộn trong giới giải trí cũng không phải là chuyện có thể đùa dẫn được đâu, tuyên truyền và phương hướng kinh doanh rất quan trọng, nếu không làm sao có thể có nhiều người biết đến chúng ta như vậy được. Không tệ không tệ, Tổng Giám Thái nói đúng. Thiến Thiến đúng là một người có tiềm lực, mới xuất đạo trong thời gian ngắn mà đã bùng nổ lớn như vậy rồi, ánh mắt của Thái Dũng Thắng quá độc đáo. Các quản lý cấp cao khác nghe vậy toàn bộ đều rối rít phụ họa tán dương. Dương Lộ Thiến vẻ mặt khiêm tốn mở miệng nói, mọi người quá khen rồi, hoàn toàn nhờ vào tổng giám thái bồi dưỡng nên tôi mới được như ngày hôm nay thôi. Thái Dũng Thắng được thời đắc ý nhìn về phía hai người cung hút và lạc thần đang đứng ở một bên, trực tiếp ra lệnh, cung hút, còn có cả lạc thần nữa, tôi đã giúp hai cậu sắp xếp xong hành trình kế tiếp rồi, cuối tuần các cậu cùng thiến thiến ghi hình chương trình yêu đương 100% tại đài truyền hình đế đô. Cung hút nghe đến đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng lên, anh dựa vào cái gì sắp xếp lịch trình của tiểu gia. Anh là gì chứ? Thái Dũng thắng bên ngoài cười nhưng trong không cười liếc cung hút một cái, ha ha, cung hút à, mặc dù người đại diện của cậu là phó tổng giám đốc Diệp, nhưng người quyết định chính tại công ty bây giờ là tôi, tổng giám nghệ sĩ bộ kinh tế, an bài công việc của nghệ sĩ hết thảy mọi chuyện đều do tôi quyết định. Coi như là phó tổng giám đốc Diệp cũng không có quyền hỏi tới. Nếu cậu không phục thì có thể kiến nghị tới chữ động. Thái Dũng Thắng, anh con mẹ nó đừng lấy chữ động đè ép tôi. Anh. Bên cạnh lạc thần cao mày, thấp giọng nhắc nhở, cung hút đủ rồi. Đừng để cho Diệp Ca bị làm khó cậu ồn ào như vậy bất kể không phải là ý của cậu bọn họ cũng đều sẽ cho rằng là diệp ca sai khiến cậu tình cảnh bây giờ của diệp ca đã đủ gian nan rồi đừng làm rộn lên nữa đáng chết cung hút cắt cao siết chặt nắm tay nếu là lúc trước cậu ta căn bản cũng không cần nhìn sắc mặt của bất luận kẻ nào thế nhưng cậu ta được đối xử như vậy cũng là bởi vì gia tộc sau lưng của cậu ta mà thôi không phải là bởi vì chính cậu ta hai người anh của cậu ta đều là người tin anh trong nghề nghiệp, là kiêu ngạo của ba mẹ, chỉ có cậu vẫn luôn một mực dựa vào sự che chở của gia tộc. Trước đây cậu ta cũng xem thường điều kiện của gia đình mình, hiện tại mới phát hiện, những người đó nói không sai, không còn cái thân phận nhị thiếu cung gia này, cậu ta quả thật chẳng là cái thá gì cả, ngay cả năng lực bảo vệ người mình muốn quan tâm cũng không có. Lạc thần đè lại bả vai của cung hút, hết thảy chờ dịp ca trở lại rồi hẳn nói. Cung hút lúc này mới cố nén tức giận, ngồi xuống. Vậy thì cứ quyết định như thế, tan họp đi. Ánh mắt Thái Dũng Thắng đầy dễu cợt nhìn hai người. Một người như là con cọp giấy không còn răng, một người không thân phận không bối cảnh. Không có hoàng cầu này chống đỡ phía sau, bọn họ chẳng là cái thá gì cả. Hoàng cầu có thể cho bọn họ lên cao, giúp ngon tinh công thì cũng có thể tùy tiện thu về, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi, chẳng lẽ còn muốn trở mình đi chỗ khác được sao? Thành phố C, sau một ngày làm việc kết thúc, Diệp Quảng Quảng về tới phòng khách sạn. Mới vừa mở laptop lên, giống như trong dự liệu của cô một loạt các bài báo ngập tràn Internet liên quan đến scandal của Cung Hút, Lạc Thần và Dương Lộ Thiến. Thái Dũng Thắng đem Dương Lộ Thiến tạo thành hình tượng nữ thần hoàng mỹ, mà Cung Hút và Lạc Thần chính là đều vì ái mộ cô ta. Nên được dùng để làm nổi bật sự ưu tú của cô ta. Không cần nghĩ cũng biết, cái tên cung hút kia vào lúc này khẳng định đã nổi lên lửa giận cực lớn. Ba ngày. Còn có ba ngày nữa thôi, một khoản tiền cuối cùng có thể tới sổ, trả hết tiền nhà, cô không cần chịu sự hạn chế của chữ Hồng Quang nữa rồi. Chương 821, ghen Tị Đại Gia Anh Ba ngày nay, thừa dịp dịp quảng quản không ở đây thái dũng thắng càng thêm không chút kiên kỵ nào độc quyền chỉ huy mọi việc đem tài nguyên của diệp quảng quảng trước kia đưa cho các nghệ sĩ khác chỉ cần là thứ tốt tất cả đều đem về cho dương lộ thiến cố ý chèn ép cung hút và lạc thần mặc dù thái dũng thắng là vì được ban ơn mới được chuyển đến đây cũng từ bên phía tổng công ty tranh thủ được không ít phúc lợi ví dụ như vị trí khi đi huấn luyện cơ hội du học nhân vật trong đoàn làm phim nhưng toàn bộ đều cần anh ta đi cửa sau mới có thể cầm đến tay mình được. Tất cả mọi người đều biết, ở quan diệu đang muốn thay đổi nhân sự, mọi người đều bắt đầu tìm đường lui cho chính mình, ngày trước ở dưới sự quản lý của Diệp Bạch, chỉ cần là người có tài thì sẽ được cấp tài nguyên, mọi người đều dựa vào thực lực của mình mà có được, hiện tại những thứ tài nguyên kia trở thành cơ hội đầu cơ trục lợi làm cho các nghệ sĩ khác nhanh chóng động tâm thay đổi hướng đi của mình chuyển sang lấy lòng vị tổng giám nghệ sĩ bộ kinh tế mới tới này. Coi như Diệp Bạch có năng lực lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi. Mà Thái Dũng Thắng lại là cháu của chữ Hồng Quang, cho nên người sau này có thể tiếp quản lấy công ty này, tất nhiên là anh ta rồi. Ba ngày sau, đài truyền hình vệ thị ở đế đô, tại hiện trường yêu đương 100%. Thái Dũng Thắng mang theo dương lộ thiến được trang điểm tinh xảo đi lên, sau lưng có thêm vài phụ tá đi theo, nào là thợ tạo mẫu, thợ trang điểm, bảo vệ tổng cộng cũng đến bảy tám người, nhìn qua có chút phô trương thái quá. Thái Dũng Thắng vên vang đắc ý liếc nhìn Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh mở miệng dặn dò, tổng giám Felix, đây là thiến thiến nghệ sĩ ưu tú của chúng ta. Cho nên anh nhất định phải lấy trình độ cao nhất của mình ra để tạo hình cho cô ấy nhé. Tờ giờ mờ người này được gọi là phó chủ tịch hiệp hội thời thượng, nhưng không phải là đến đây làm công cho hoàng cầu bọn họ đấy sao? Biết Diệp Mộ Phàm là người của Diệp Bạch, cho nên mấy ngày nay Thái Dũng Thắng cũng không thiếu việc đi tìm người điều tra, thậm chí còn đem tất cả công tác trong tay anh ta đều bỏ đi gần hết, đặc biệt còn điều anh ta đến tạo hình cho Dương Lộ Thiến, hai con mắt của Diệp Mộ Phàm hiếp lại, ánh mắt liếc qua nhìn thời gian trên điện thoại di động, sau đó cố gắng kềm chế xuống. Bên phía quảng quảng hẳn là sắp kết thúc rồi thời gian trang điểm cho một mình dương lộ thiến đã chiếm hơn nửa ngày cuối cùng đến phiên lạc thần và cung hút chỉ còn lại vài chục phút thôi cũng còn may là căn cơ của hai người đều được tùy tiện hóa trang một cái trong nháy mắt đã nổi bật hơn rất nhiều nghệ sĩ trẻ khác đang có mặt ngày hôm nay tốt rồi mọi người hoan nghênh mọi người đã đến hiện tại tôi nói qua cho mọi người một chút yêu cầu của chương trình này đạo diễn đi tới mở miệng nói chương trình này nhìn qua như là tự ứng biến với những tình huống được đưa ra. Nhưng trên thực tế tất cả đều có kịch bản, mỗi một bước nên làm như thế nào, có điểm nào cần xem, cuối cùng ngay cả xếp hạng nhất, nhì, ba tất cả đều đã được xác định rõ ngay từ đầu. Đạo diễn bắt đầu khu chiên gõ trống sắp xếp, mấy người trước mặt đều đã nói xong, sau đó mới hướng về phía lạc thần và cung hút. Lạc thần cậu cùng với dương lộ thiến một tổ, cung hút cậu và liễu tiểu dĩnh một tổ, vì để thu hút người xem, ngay từ đầu chúng ta nhất định phải có mâu thuẫn kịch liệt, dịp ngon tinh công cho nên kịch bản được đưa ra là lạc thần cậu và cung hút đối với Dương Lộ Thiến đều có cảm tình. Bất quá Dương Lộ Thiến lại được phân đến cùng một tổ với lạc thần, cho nên vào lúc này cung hút cậu nhất định phải lộ ra sự ghen tị của cậu. Cung hút quát, the, ép hút Tôi ghen tị đại gia anh, ghen tị đại gia anh. Đạo diễn tiếp tục mở miệng nói, Chờ lát nữa, theo kịch bản Lạc Thần và Dương Lộ Thiến ở trong game lấy được hạng nhất, Dương Lộ Thiến đi qua ôm Lạc Thần, Cung hút tức giận liền tiến lên, cùng Lạc Thần ra tay đánh nhau. Cung hút đứng ở tại chỗ nghe xong liền cười, cái kịch bản này là ai viết vậy? Tiểu gia tôi thiếu não mới có thể làm ra loại chuyện này được. Tôi? Con mẹ nó, sẽ thích một người xấu xí như vậy sao, hơn nữa còn cùng cái tên này tranh giành tình nhân. Chương 822 nụ hôn đầu trên màn ảnh dương lộ thiến ở bên cạnh tức muốn chết trên mặt bộ dạng ủy khuất trong lòng lại liên tục cười lạnh kiêu ngạo như vậy làm gì cơ chứ coi như anh ta không muốn đi nữa còn không phải vẫn là ngoan ngoãn phối hợp cùng cô ta sao đạo diễn cười xòa nói cung hút à đây là yêu cầu của chương trình yêu cầu chương trình mà người xem đều thích xem cái này cho nên phiền cậu để ý làm theo một chút lạc thần lạnh giọng mở miệng Quy định bên trong hợp đồng có ghi. Không có tiếp xúc thân thể. Đạo diễn không thèm để ý nói, nói là nói như vậy thôi, nhưng loại quy định này là nhằm vào nữ nghệ sĩ nha, cậu là một người con trai, người ta là con gái ôm cậu, đó cũng là cậu chiếm tiện nghi của người khác đó, đúng không? Lạc thần môi mỏng miếng chặt, không đợi anh ta tiếp tục mở miệng, vẻ mặt Thái Dũng Thắng đã không kiên nhẫn đi tới. Hai người các cậu, tại sao lại có nhiều vấn đề như vậy? rốt cuộc có biết chuyên nghiệp là gì không cái gì gọi là phối hợp không tôi còn tưởng rằng diệp bạch có bản lãnh lớn là kim bài trong giới người đại diện nhìn dáng dấp cũng khá đẹp nhưng mấy người dưới tay mình lại dạy dỗ thành loại người có tư chất như thế này thôi sao mắt thấy mình sắp nắm được quyền hành trong tay thái dũng thắng đã càng ngày càng không có sợ hãi nghe thái dũng thắng nói diệp bạch không tốt ánh mắt lạc thần nhất thời sững sờ trong nháy mắt cung hút cũng đổi sắc mặt Tiến lên một cái nhíu lấy cổ áo của Thái Dũng Thắng, anh mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa cho lão tử thử xem. Thái Dũng Thắng liên tục cười lạnh, nói, ơ, làm sao vậy, cậu còn muốn đánh người sao? Cung hút, đừng trách tôi không có nhắc nhở cậu. Hiện tại nếu tôi muốn đem cậu đuổi ra khỏi công ty, dít ngon tinh công cũng chỉ cần một câu nói mà thôi, không còn ở hoàng cầu, ngoại trừ gương mặt có chút dễ nhìn này ra thì cái gì cũng không còn sẽ không là cái cốc khô gì đâu. Con mẹ nó cậu có cái gì tốt chứ? Ngón tay của cung hút nhất thời lại siết chặt thêm, anh, Thái Dũng Thắng khó thở, mặt vội vàng lộ vẻ uy hiếp, ầm ỉ. Các cậu có thể tiếp tục ầm ỉ. Nếu xảy ra chuyện gì, tất cả đều là trách nhiệm của Diệp Bạch. Đến lúc đó, các cậu nhìn xem cảnh anh ta có gánh nổi trách nhiệm này hay không. Tổng giám dịp nhà các cậu thật vất vả mới lăn lộn đến được vị trí phó tổng như ngày hôm nay. Hiện tại các cậu dở trò như vậy, vị trí này của anh ta cũng có thể khó giữ được nha chật chật chật. Ngón tay của cung hút theo bản năng thả lỏng thêm vài phần, cậu ta như thế nào cũng không đáng nói tới, nhưng cậu ta sợ nhất sẽ liên lụy đến dịp bạch. Dịp bạch và cậu ta không giống nhau, cậu ta là người rõ ràng nhất dịp bạch coi trọng công tác của mình cỡ nào lạc thần yên lặng rất lâu cuối cùng hít sâu một hơi biết rồi tôi sẽ phối hợp ngón tay của cung hút cuối cùng cũng từng chút từng chút buông ra vẻ mặt thái dũng thắng đắc thắng vỗ vỗ trên cổ áo của mình khẽ xì một tiếng rồi nói thế mới đúng chứ chỉ cần các cậu ngoan ngoãn nghe lời người nào cũng đều có lợi nói xong nhìn về phía đạo diễn bên cạnh nói đạo diễn xin tiếp tục bắt đầu đi chỉ là mấy đứa trẻ không hiểu chuyện xin đừng để ý được rồi được rồi đạo diễn ân cần đến trước mặt thái dũng thắng châm cho anh ta điếu thuốc hạ thấp giọng mở miệng nói tổng giám thái vẫn là anh có cách nghệ sĩ dưới tay đều bị anh thu phục thái dũng thắng cười nói đó là điều đương nhiên hiện tại tất cả mọi thứ của bọn họ đều là do hoàng cầu cấp cho hoàng cầu có thể cho bọn họ thì bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi lại được bọn họ dĩ nhiên không dám không nghe lời thái dũng thắng nói xong trong con ngươi thoáng qua một vệt sáng trên mặt đầy thịt hưng phấn lay động mở miệng nói chờ một chút tôi lại có linh cảm mới không bằng để cho thiến thiến ôm lạc thần sau đó không kìm lòng được hôn lại lạc thần một cái như vậy càng có chuyện để xem đạo diễn anh cảm thấy thế nào đạo diễn nghe xong dĩ nhiên là cảm thấy như đang cầu mà không được liền nói không tệ không tệ Tổng giám thái đề nghị này của anh quá được. Quá tốt. Đây chính là nụ hôn đầu trên màn ảnh của Lạc Thần. Tỷ lệ người xem tuyệt đối sẽ cao đến không tưởng. Chương 823, tới đem người của tôi đi. Hai người kia căn bản không có hỏi thăm ý kiến của Lạc Thần, liền trực tiếp đem kịch bản sửa lại. Ngón tay Lạc Thần để ở bên người dùng sức tạo thành nắm đấm. Cậu ta đã lăn lộn ở bên trong giới giải trí một thời gian, thật ra đã thấy những chuyện này quá bình thường rồi, những điều khó chịu hơn nữa cậu ta cũng đã từng trải qua. Chẳng qua là, từ khi khôi phục xuất hiện lại đến nay, cậu ta được Diệp ca bảo vệ quá tốt, Diệp ca cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho cậu ta đối mặt với loại chuyện như thế này, điều duy nhất cậu ta cần phải làm cũng chỉ là diễn xuất thật tốt mà thôi. Vẻ mặt của Thái Dũng Thắng đầy ngạo mạn nhìn về phía cung hút, còn có cậu nữa cung hút, đừng quên, chờ lát nữa chờ thiến thiến hôn xong, cậu lập tức đánh lạc thần cho tôi. Đánh giống như thật một chút, biết không? Cái này cậu hẳn là am hiểu đi ha 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 ha. Nắm tay cung hút nắm chặt kêu răng rắc vang dội, trong mắt toàn màu đỏ tươi. Đạo diễn chờ đợi không kịp vỗ tay một cái, tốt rồi tốt rồi, mọi người ai vào chỗ nấy, bắt đầu chuẩn bị đi. Phân đoạn trò chơi toàn bộ đều dựa theo kịch bản mà hoàn thành, trong lúc đó Dương Lộ Thiến cũng đã động tay động chân đủ loại đối với lạc thần, ngay cả cung hút cũng sắp không nhìn nổi nữa, thế nhưng lạc thần vẫn nhẫn nại không có tức giận. Sau khi trò chơi kết thúc, người chủ trì khoa trương mở miệng nói, ôi, quá lợi hại. Chúc mừng lạc thần và lộ thiến của chúng ta lấy được hạng nhất. Nữ thần lộ thiến có phải nên cho lạc thần một phần khen thưởng hay không? Mặt dương lộ thiến lộ vẻ ngượng ngùng mở miệng nói, cảm ơn anh lạc thần ở trong game đã chiếu cố em nhiều như vậy, rất vui đã có thể giành được hạng nhất. Lạc Thần, cảm ơn anh. Dương Lộ Thiến nói xong thì đi về hướng Lạc Thần, cô ta giống như đã có thể nhìn thấy tiết mục sau khi phát hình thì tỷ lệ người xem sẽ nhiều đến bùng nổ. Lạc Thần đứng tại chỗ, sống lưng hơi cương cứng, cung hút đứng bên cạnh sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Diệp mộ phàm cũng hoàn toàn nóng nảy, nếu quả thật dựa theo kịch bản mà đạo diễn mới đưa ra, mối quan hệ giữa cung hút và lạc thần coi như là xong rồi, tin đồng hai người bất hòa cũng sẽ như thật hơn còn có lạc thần cậu ta trước giờ là hình tượng cấm dục dương lộ thiến từng bước một đi tới trước mặt của lạc thần làm bộ bày ra vẻ xấu hổ hướng lạc thần kề sát lại đáng chết dịp mộ phàm gấp đến độ xoay quanh dương lộ thiến đưa hai tay ra ôm lạc thần sau đó không kịp chờ đợi được nửa nhân cơ hội đem đôi môi đỏ thẩm nhắm ngay mặt của cậu ta trong nháy mắt ngay lúc môi của dương lộ thiến đụng chạm lạc thần xoạt cả người lạc thần đột nhiên bị người khác kéo một cái lạc thần chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc của mình đột nhiên lui về phía sau sau đó nặng nề đụng vào trên người nào đó sau đó dịp ngon tinh cong sau lưng truyền tới khí tức quen thuộc làm cho người cảm giác thấy an tâm lạc thần không cách nào tin được xoay người lại sau đó nhìn người tới con ngươi chợt co rút lại dịp dịp ca chỉ thấy người mới tới mặc một bộ âu phục thiết kế phục màu thiên thanh Hai bên viền áo được theo hình hoa khoa trương mà diễm lệ, bên trong tay áo lộ ra một đoạn áo lót trắng như tuyết, nổi bật lên là ngón tay thon dài như ngọc của anh đang kéo lạc thần, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn mọi người bằng nửa con mắt, vẻ lười biến thông thả bên trong hiện lên rõ ràng nụ cười lạnh băng không có chút nhiệt độ nào cả. Nếu như đưa vào thời cổ đại, giờ phút này người trước mắt chính xác là một vương tôn dòng giỏi quý tộc, đầy vẻ lạnh lùng vương giả. Diệp Bạch không biết xuất hiện lúc nào, ngay tại lúc dương lộ thiến sắp đụng chạm thân thể của lạc thần. Một tay đã đem cậu ta kéo đến sau lưng. Diệp ca, anh đã trở lại rồi. Cung hút hưng phấn kinh hô thành tiếng. Mãi đến khi nghe được âm thanh của cung hút, tất cả mọi người ở hiện trường mới phản ứng được, sau đó mới từ bên trong vẻ hoảng hốt kinh diễm kia lấy lại tinh thần. Thấy Diệp quảng quảng đột nhiên xuất hiện ở nơi này, còn tự tiện cắt đứt cảnh quay, Thái Dũng Thắng đổi sắc mặt, nói, Diệp Bạch, anh ở nơi này làm vậy là có ý gì? Trên mặt Diệp Quảng Quảng đầy vẻ lãnh đạm chậm rãi nở nụ cười, âm thanh như gió theo dãy núi thổi phất qua, nói, không có ý gì, tôi tới đem người của tôi đi. Chương 824, thời đại thuộc về chúng ta. Lúc này, nghệ sĩ và nhân viên làm việc xung quanh rối rít xì xào bàn tán xôn xao. Hoa! Đẹp! Thật là đẹp trai! Người đó là ai vậy? Nghe tổng giám thái gọi anh ấy là Diệp Bạch. Hình như là người đại diện của Cung Hút và Lạc Thần, phó tổng giám đốc mới của truyền thông quan diệu đó. Đẹp. Thiệt hay giả vậy? Lại có người đại diện có dáng dấp đẹp trai như vậy sao? Nếu như người đại diện đã đẹp như vậy, vậy thì sẽ có bao nhiêu nghệ sĩ bị sử dụng quy tắc ngầm chứ? Mắt dương lộ thiến thấy cơ hội để mình tạo nên một điểm nóng trong giới giải trí liền bị đánh gãy như vậy mặt đầy vẻ không vui, ánh mắt muốn nhờ sự giúp đỡ nhìn về hướng Thái Dũng Thắng. Thấy Diệp Bạch ngay trước mặt mọi người cùng mình hò hét, sắc mặt của Thái Dũng Thắng đen xuống, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, "Cái gì đem người của anh đi, nơi này làm gì có người nào của anh?" Cung Húc và Lạc Thần cũng đều là người của công ty. "Anh có biết là chúng ta đang thu hình hay không?" Diệp Quảng Quảng nhàn nhạt mở miệng trả lời, "Vậy thì thế nào?" Thái Dũng Thắng trong lòng đã có dự tính vẻ mặt đầy dẻo cực uy hiếp diệp bạch muốn đối nghịch cùng tôi anh tốt nhất nghĩ rõ ràng nếu như chữ động biết việc anh làm hôm nay như thế hậu quả anh ta đang rầu rĩ vì không bắt được nhược điểm của tiểu tử này hiện tại ngược lại rất tốt diệp bạch tự đưa mình tới cửa vừa vặn anh ta có thể thừa cơ lợi dụng chuyện này nói với cậu của mình tốt nhất là chuyện này có thể làm cho diệp bạch rất chức phó tổng rời khỏi công ty nếu không diệp bạch vẫn ở trên chức vị của anh ta anh ta sẽ bị đồn ép thật sự là làm cho anh ta rất khó chịu ồ hậu quả sao diệp quảng quảng hơi nhíu mày sau đó rút ra một phong thư mỏng kẹp trên ngón tay lắc lắc nói anh nói là cái này sao trên tờ phong bì kia viết mấy chữ đơn xin từ chức thấy rõ phong thư kia sau đó con ngươi của thái dũng thắng chợt co rút nhanh vẻ mặt không cách nào tin hướng về diệp quảng quảng anh anh muốn từ chức. Thái Dũng Thắng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Quảng Quảng lại dám từ chức, bây giờ giới giải trí có bao nhiêu khó khăn để lăn lộn tất cả mọi người đều biết, lấy tuổi của anh ta lăn lộn được đến vị trí phó tổng này, đây chính là điều mà người thường nghĩ cũng không dám nghĩ, giúp ngon tin công thế mà anh ta lại có thể cam lòng buông tha tất cả những thứ hiện tại đang nắm giữ sao. Diệp Quảng Quảng trực tiếp đem đơn xin từ chức ném cho tiểu trợ lý bên người Thái Dũng Thắng, như anh thấy đấy đáng chết. Tiểu tử này lại có thể thực sự dám từ chức. Thái Dũng Thắng gắt gao nhìn anh ta chầm chầm, diệp bạch. Hay, hay a, à, tiểu tử này được nha. Anh muốn từ chức thật sao? Đã như vậy, anh bây giờ đã không còn là người của quan diệu nữa, có tư cách gì quản chuyện của cung hút và lạc thần. Diệp quản quản hướng về phía lạc thần và cung hút, ánh mắt sáng rực như ánh mặt trời chói chang. có muốn đi theo tôi không? Lạc thần và cung hút hai mắt nhìn nhau, không chút do dự đồng thời gật đầu một cái. Trong nháy mắt ánh mắt ảm đạm của lạc thần tràn đầy ánh sáng, sắc mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có, dịp ca. Anh đi đâu thì em liền ở nơi đó. Mặt cung hút đầy vẻ hưng phấn nói, mẹ nó, dịp ca, anh có thể nói những lời này, em như chờ đến thiên hoang địa lão rồi. Thiên hoang địa lão, thời gian dài đăng đẳng nhìn thấy hai người kiếm được lợi nhiều nhất cho quan diệu lại muốn cùng đi theo diệp bạch thái dũng thắng cuối cùng cũng có chút luống cuống đứng ở tại chỗ rống to lên anh các người các người điên rồi sao hai người có biết hủy hợp đồng trước thời hạn sẽ có hậu quả gì không cung hút lạc thần kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt diệp bạch không quyền không thế rời khỏi quan diệu rồi sau đó cái gì cũng không phải hai người đi theo anh ta chính là tự hủy đi tương lai của mình. Tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng rồi mới quyết định. Lạc thần bình tĩnh đứng ở đó, không nói gì, mà là trực tiếp kéo bản tên chương trình trên cánh tay xuống. Cung hút trực tiếp đem đồng phục của đội trên người đều cởi ra, tiện tay ném xuống đất, để trần nửa người, hướng về phía Thái Dũng Thắng giơ ngón tay giữa, đồ ngu ngốc. Cùng lúc đó, Diệp mộ phàm đem áo khoác túi sách của Dương Lộ Thiến trong tay mình nhét trả lại cho tiểu trợ lý của cô ta, hất mái tóc rối một cái, rồi huyết sáo nói, còn có tôi nữa. A a a. Tự do. Diệp ca. Dẫn em đi, dẫn em đi khỏi nơi này đi. Xa xa, cung hút nhảy lên hoang hô. Ánh nắng chiều chiếu xuống, phản phất giác lên bóng lưng bọn họ một tầng lóng lánh ánh sáng. Thời đại thuộc về chúng ta, vừa vặn đến rồi. Nhìn bốn người không chút do dự tiêu sái rời đi, đám người sau lưng bọn họ từ Thái Dũng thắng, Dương Lộ Thiến, Đạo Diễn tất cả đều đã trợn mắt hốc mồm. Chương 825, gặp phải một kẻ cứng đầu. Đi rồi. Cứ như vậy đi rồi sao? Một người là Vương Bài người đại diện Diệp Bạch làm cho Quan Diệu cải tử hồi sinh, một người là Felix, danh xưng tạo hình thần kỳ là nhà tạo hình hàng đầu còn có hai nghệ sĩ lớn của quan diệu nhân khí tiểu thiên vương cung hút cùng với lạc thần nghệ sĩ trẻ đang ăn khách bốn người này lại có thể ở trước mặt bọn họ tuyên bố tập thể rời khỏi quan diệu nhân viên làm việc xung quanh đó đứng ngẩn ngơ một lát sau đó tất cả đều ồ lên theo bản năng nhìn về hướng thái dũng thắng cách đó không xa tôi phi diệp bạch này thật là phách lối a à. trước mặt đối chọi với thái dũng thắng còn đem toàn bộ đại thần của Quan Diệu mang đi. Ách, đây là không phải có chút không quá phúc hậu a. À. Lúc này, có người biết rõ tình hình đi ra phản bác, mấy người thì biết cái gì nha. Nếu như không phải là Diệp Bạch, chỉ sợ là chuyện lần trước đó, đoàn kịch bá lăng, toàn dân chống lại đã đủ để cho cung hút không ngóc đầu lên được rồi. Còn có Philip, chính là nhà tạo hình do Diệp Bạch tự mình đào tới bên ngoài bao nhiêu người một đường đều phải xếp hàng xin anh ta tạo mẫu, kết quả Thái Dũng thắng lại có thể coi anh ta là một trợ lý đơn giản hô tới quát lui, để cho anh ta cầm túi sách trang phục của người khác, lạc thần thì càng không cần tôi nói đi, Diệp Bạch một tay thổi cho nổi tiếng. Trong lúc Diệp Bạch đảm nhiệm vị trí tổng giám nghệ sĩ Bộ Kinh tế, đã đưa ra vô số người mới cho công ty. Còn đào được không ít người đại diện ưu tú, bởi vì có sự gia nhập của Diệp Bạch, cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, truyền thông quan diệu từ một chi nhánh của công ty Hoàng cầu không kiếm được tiền, trực tiếp thăng cấp đến một trong 10 chi nhánh có doanh thu đứng đầu toàn ngành, đây là chuyện gì chứ? Kết quả Thái Dũng thắng ngược lại thì tốt rồi, ý vào mình là cháu của chữ Hồng Quang, chạy tới không có mấy ngày liền muốn tiếp quản công ty, ý đồ không tốt là muốn đuổi Diệp Bạch đi, chiếm đoạt tất cả công lao của anh ta, các người nói xem trong lòng Diệp Bạch có thể thoải mái được sao? mọi người nghe đến đó, rối rít cảm thán không thôi. Nếu là người bình thường thì phỏng chừng cũng nhịn chứ. Dù sao hậu thuẫn của người ta quá cứng rắn, quả thật không thắng được. Vào lúc này rời khỏi công ty, mất tất cả không nói, sau đó nếu ở trong giới giải trí này tiếp tục lăn lộn, sẽ bị hoàn cầu chèn ép, lúc này người nhức đầu nhất chắc là Thái Dũng Thắng, có lẽ nghĩ người ta là Tiểu Bạch Kiểm, không nghĩ tới lại gặp phải là một người cúng đầu khó nuốt. Vào giờ phút này, Thái Dũng thắng mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, Diệu Võ Dương Oai nhìn phương hướng mấy người kia rời đi. Đối mặt với ánh mắt khác thường của nhân viên làm việc và nghệ sĩ chung quanh, sắc mặt xanh mét. Xong. Xong rồi. Lần này anh ta làm sao trả lời với cậu của mình được đây? Dương Lộ Thiến chú ý tới ánh mắt các nữ nghệ sĩ khác nhìn mình có chút hả hê, giận đến dậm chân, cung hút và lạc thần vì không muốn cùng với cô ta thu hình chương trình này lại có thể không tiếc rời khỏi công ty, đây quả thực là dẫm đạp trên mặt của cô ta mà. Anh Thắng, anh xem bọn họ nha, quả thật là quá kiêu ngạo rồi. Anh Thắng anh phải làm chủ cho em nha. Anh đã đáp ứng em, giúp ngon tinh công nhất định sẽ làm cho em và Lạc Thần còn có cung hút cùng nhau thu chương trình này rồi mà. Đừng ồn ào nữa. Thái Dũng Thắng tức giận quát mắng một câu, sau đó đoạt lấy đơn xin từ chức của Diệp Quảng Quảng mới vừa bỏ lại trong tay trợ lý của mình, sắc mặt càng thêm âm u, vẻ mặt của tiểu trợ lý nóng nảy nói: Tổng giám Thái, chuyện này lần này làm sao bây giờ a? À? Chúng ta muốn làm sao có thể ăn nói với chữ động được đây? Thái Dũng thắng nổi giận nói: Vội cái gì? Giả trang làm bộ làm tịch uy hiếp tôi mà thôi, tôi cũng không tin bọn họ thực sự dám rời đi. Chương trình bị buộc ngừng lại đoàn người Thái Dũng Thắng trở về công ty. Thái Dũng Thắng vẫn còn đang trên đường trở về công ty. Đột nhiên nhận được điện thoại từ bên tổng công ty Hoàng Cầu gọi tới. Tổng giám Thái, hôm nay Lạc Thần và Cung Húc không phải là đang quay hình cho chương trình sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh trợ lý đặc biệt của chữ Hồng Quang. Thế nào? Thái Dũng Thắng trong lòng xẹt qua dự cảm không tốt. Phó Tổng Diệp từ chức, còn mang theo cung hút, lạc thần và Felix. Anh nhanh tới công ty một chuyến đi, chữ động đang nổi trận lôi đình. Chương 826, sớm có mưu tính trước. Tổng công ty giải trí hoàng cầu. Sắc mặt chữ hồng quan âm trầm lên tiếng hỏi, nói đi. Chuyện gì đã xảy ra? Thái Dũng thắng mạnh miệng, tức giận không chịu nổi nói, cậu, cháu chẳng hề làm gì cả. Là dịp bạch phản bội công ty, lại còn dám mang theo nghệ sĩ và nhân viên công ty rời đi anh ta quả thực là muốn tạo phản mà chuyện xảy ra mấy ngày nay chữ hồng quang làm sao có thể không biết được chẳng qua chỉ là ông ta mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi diệp bạch danh tiếng quá lớn ông ta cũng có ý định mượn thái dũng thắng kiềm chế cậu ta ông ta đã điều tra qua bối cảnh của diệp bạch xuất thân từ gia đình bình thường không quyền không thế không bối cảnh thứ người như vậy ông ta thấy quá nhiều rồi một khi được quyền thế, tuyệt đối không bỏ được những thứ đang nắm trong tay của mình. Nhưng ai có thể biết, lần này ông ta lại có thể tính sai. Nhưng cuối cùng chuyện này xảy ra là bởi vì đứa cháu này của ông ta quá ngu xuẩn lỗ mãn mà. Đã nói với cháu bao nhiêu lần, làm việc chú ý trọng nặng nhẹ, đối phó với Diệp Bạch, muốn lấy lại quyền làm chủ, thì có thể chèn ép một cách thích hợp, nhưng không nên quá mức, quan trọng nhất là phải để cho cậu ta tình nguyện cho cháu sử dụng, cháu thì hay rồi làm một lá bài tốt như vậy bị cháu đánh cho thành bộ dáng này vẻ mặt chữ hồng quang giận dữ lên tiếng nói sắc mặt thái dũng thắng hơi có chút chột dạ bất quá rất nhanh thì tức giận mở miệng tố cáo cậu cái này cũng không thể trách cháu được hoàn toàn là do tên tiểu tử kia không biết điều người nào không biết cháu là cháu của cậu cơ chứ mọi người đều biết phối hợp với công tác của cháu nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có anh ta không ngừng sai bảo nghệ sĩ dưới tay làm ngán chân cháu cậu không biết đâu hôm nay tại hiện trường thu hình mặt mũi của cháu đều mất hết cậu biết tên kia nói cái gì không nói đến đem người của anh ta đi còn trước mặt mọi người giựt dây cung hút và lạc thần đi cùng anh ta cậu anh ta không phải là đang đánh mặt của cháu mà anh ta hoàn toàn không coi cậu ra gì à loại người giả tâm bừng bừng này coi như ở lại công ty Sớm muộn gì cũng trở thành tai họa ngầm. Chữ Hồng Quang lạnh giọng nói. Lạc Thần và Cung Húc là hai nghệ sĩ kiếm lợi được nhiều nhất cho Quan Diệu. Hai người bọn họ đi rồi, cháu dự định làm sao bây giờ? Con ngươi của Thái Dũng thắng chuyển động, sau đó mở miệng nói. Mặc dù Felix không có cách nào nếu giữ ở lại, nhưng hợp đồng của Cung Húc và Lạc Thần cũng đang ở tại công ty. Trước khi hết thời hạn hợp đồng mà hủy bỏ đó chính là vi phạm hợp đồng. Hoàn toàn có thể yêu cầu bọn họ bồi thường. Cung hút đã không có chỗ dựa trong nhà, lạc thần cũng mới vừa nổi lên, với khoản phí lớn bồi thường vi phạm hợp đồng đó bọn họ tuyệt đối không bồi thường nổi đâu. Chữ Hồng Quang quét mắt nhìn đứa cháu của mình một cái, lạnh lùng nói, hợp đồng của cung hút ban đầu đều là ký một cách tự do, chỉ cần theo hợp đồng bồi thường, còn lạc thần một tháng trước đợt đồng đã hết kỳ hạn 5 năm, giúp ngon tin công dịp bạch đã giúp cậu ta ký một phần, phần hiệp ước kia cũng không nói đến bất kỳ thời hạn nào cả. Thái Dũng Thắng nghe xong. Nhất thời sững sờ, lúc này cắn răng nghiến lợi. Anh ta thiếu chút nữa đã quên mất chuyện ban đầu cung hút lấy thân phận nhị thiếu cung gia mà vào nghề, cho nên hợp đồng của cậu ta tự nhiên không ai dám gian lận, hợp đồng của Lạc Thần cũng đã sớm bị dịp bạch sửa đổi rồi. Cậu, tiểu tử này rõ ràng đã sớm có mưu tính trước. Thái Dũng Thắng tức giận la lên. Chữ Hồng Quang nhéo mi tâm của mình, sắc mặt rất là khó coi, Lạc thần hiện tại nổi tiếng như thế, hợp đồng mới sau này, Diệp Bạch vì muốn lưu lại cậu ta, ở trên hợp đồng cấp cho cậu ta đãi ngộ tốt hơn, điểm này hoàn toàn là điều dễ hiểu. Cho nên lúc ban đầu ông ta đối với điều này cũng không có ý kiến gì cả. Ai biết đứa cháu này của ông ta lại có thể sẽ đem sự tình xử lý như vậy. Thái Dũng thắng rất sợ chọc giận chữ Hồng Quang, gấp gáp mở miệng nói, "Cậu, công ty chúng ta lớn như vậy, Chẳng lẽ không còn bọn họ thì không được sao? Cậu, cậu cứ việc yên tâm đi, Thiến Thiến mới xuất đạo mấy tháng mà thôi, bây giờ không phải là đã có chút danh tiếng rồi sao? Cháu tuyệt đối sẽ mang ra cho cậu thêm mấy người cực kỳ nổi tiếng nữa. Chương 827, đẹp trai đến mức em muốn công. Chữ Hồng Quang hừ lạnh rồi liếc Thái Dũng thắng một cái. Đứa cháu này của mình năng lực thế nào sao ông ta có thể không biết? Trong con người của Thái Dũng thắng xẹt qua một vệt âm u, tiếp tục mở miệng nói, cậu, chuyện lần này tuyệt đối không thể cứ bỏ qua như vậy được, nhất định phải để cho bọn họ biết nhìn mặt người khác một chút, nếu không thì sau này nghệ sĩ của công ty chúng ta chỉ cần có điểm không hài lòng liền rời khỏi công ty, như vậy thì công ty há chẳng phải là rối loạn rồi sao? Trong mấy người này, người duy nhất có chút bối cảnh chỉ có dịp mộ phàm, còn là chó mất chủ, những người khác toàn bộ đều không đáng sợ. Bọn họ sớm muộn sẽ biết giới giải trí cũng không phải là nơi tốt đẹp như bọn họ vẫn tưởng đâu. Diệp Bạch ở trong giới giải trí lăn lộn đến vị trí này, còn không phải là bởi vì người ta nhìn đến hoàng cầu, để ý mặt mũi của cậu sao? Anh ta thật đúng là tự coi mình là người tài rồi. Lần này giáo huấn bọn họ một cái thật tốt, đến lúc đó cung hút và lạc thần chắc chắn sẽ phải ngoan ngoãn trở lại công ty. Cậu thấy cháu nói đúng không? Chữ Hồng Quan Trầm Ngâm nhìn về chi phiếu, hợp đồng đơn xin từ chức phía trên bàn. Sự tình phát triển thành như vậy, Diệp Bạch này đã không thể lưu lại nữa rồi. Nếu không thể để cho ông ta sử dụng, vậy thì, chỉ có thể phá hủy đi mà thôi. Sau khi rời khỏi cao ốc của truyền thông quan diệu, mấy người đi đến một phòng bao ngồi xuống trò chuyện. Diệp ca. Mới vừa rồi anh thật là đẹp trai nha. Đẹp trai đến mức em cũng muốn công luôn. A a a a a cung hút vẫn như cũ còn đang trong sự hưng phấn, nói xong liền muốn nhào qua phía Diệp Quảng Quảng. Còn không chờ cung hút đến gần, Diệp Mộ Phàm bên cạnh đã duỗi cánh tay dài ra, đem cậu ta ngăn lại, mặt đầy vẻ cảnh giác nói, tiểu tử, nhào tới đây làm gì? Nói chuyện cứ nói, đừng động tay động chân. Vẻ mặt cung hút mất hứng nói, tôi nhào đến Diệp ca thì thế nào? Anh dựa vào cái gì không cho tôi đến chứ? Dựa vào tôi con mẹ nó là. Diệp mộ phàm nổi đóa lên, đang muốn mở miệng, lại bị ánh mắt của Diệp quảng quảng đảo qua, mới gắn gượng nghẹn họng nuốt câu kia dựa vào tôi con mẹ nó là anh cô trở về. Đừng làm rộn, chúng ta nên nói chuyện đi, tôi hỏi hai người, thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Ánh mắt của Diệp quảng quảng lướt qua hai người cung hút và lạc thần. Cung hút lập tức vỗ ngực nói, cái này còn cần phải xem xét sao? Diệp ca, anh yên tâm đi, anh là gió mà em là cát, em sẽ luôn đi theo anh đến chân trời góc biển. Nếu như anh không rời không bỏ, em nhất định sẽ gắn bó với anh suốt đời, còn ngược lại anh. Diệp Quảng Quảng nhức đầu không thôi lấy tay nâng trán cắt đứt lời cung hút đang muốn nói, được rồi được rồi. Lạc thần, cậu thì sao? Ánh mắt của lạc thần không có chút nào dao động, lúc cậu ta ở truyền thông quan diệu chưa bao giờ có chút sáng sủa nào, từ khi đi theo Diệp Bạch mới có chút thay đổi, liền nói, Diệp ca, nếu như không phải là anh, sẽ không có lạc thần ngày hôm nay, nếu như không phải là anh, giúp ngon tinh con có lẽ em bây giờ vẫn còn đang là nghệ sĩ của Chu Văn Bân không thấy ánh mặt trời. Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, em nói sẽ không thay đổi, anh đi đâu em liền sẽ đi nơi đó, bất quá chỉ là làm lại từ đầu mà thôi. Cung hút nghe thấy lời của lạc thần, cảm thấy cậu ta nói tốt hơn mình, nhất thời ghen tị, có văn hóa thật là tốt a. À? diệp mộ phàm nhìn diệp quảng quảng nói cậu nghĩ xong chúng ta nên đi tới công ty nào rồi sao diệp quảng quảng hơi nhíu mày hỏi lại tại sao không phải là tự chúng ta thành lập công ty chúng ta tự thành lập công ty sao ba người diệp mộ phàm cung hút lạc thần đồng thời nhìn về hướng diệp quảng quảng diệp quảng quảng nghiêng đầu chống cằm trong con mắt thoáng qua một nụ cười trong tương lai hưởng thụ danh tiếng toàn thế giới của giới thời trang kinh cùng với hai người ảnh đế quốc tế, tôi cũng không muốn để cho cái này nước phù sa chảy tới ruộng người ngoài. Ánh mắt của cung hút sáng lên một cái, ngực một trận dân trào cuồn cuộn, quốc. Quốc tế ảnh đế minh tinh lớn, có phải đang nói tới em không? Ha 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 ha. Diệp ca, anh thật là quá thật tinh mắt rồi, nói không sai đâu. Nước phù sa tốt như thế này cũng không thể để chảy tới ruộng người ngoài được. Chúng ta liền thành lập ra công ty của chính mình đi. Cung hút coi như kỹ thuật diễn xuất của có chút không hay, nhưng cậu ta cũng không có chút nào chột dạ mà đón nhận lấy tiếng xưng hô minh tinh lớn này. Chương 828, tiểu gia mới là con thiên Nga kia. Diệp mộ phàm và lạc thần vẫn còn đang cảm thấy Diệp quảng quảng nói chuyện không thể tưởng tượng nổi, thế mà cung hút đã không chút ngại ngùng nào nhận cậu ta là ảnh đế tương lai rồi. Sắc mặt của hai người đều có chút không biết nên nói gì, nhưng trong nháy mắt cũng bị dịp quảng quản ảnh hưởng đến tâm trạng của mình được hai người đồng thời mở miệng nói sau khi trải qua một phen bàn bạc bốn người lựa chọn cách thức góp vốn để thành lập công ty chẳng qua hiện tại họ có một sự thiếu sót chết người đó chính là không có tiền tiền dịp quảng quản kiếm được cho tới nay tất cả đều dùng để trả tiền nhà cuối cùng vẫn còn phải trả thêm một khoản nữa cũng không còn lại bao nhiêu cung hút mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu tốn càng nhiều hơn tiền gửi ngân hàng đối với cậu ta mà nói là hoàn toàn không có tồn tại thời gian làm việc của lạc thần không dài thu nhập cũng có giới hạn cẩn thận tính toán tiền mấy người bọn họ gom góp được trừ chi phí thành lập công ty coi như toàn bộ số tiền còn lại đưa vào công ty để làm bước kế tiếp chuẩn bị cho quay phim thì vẫn còn thiếu rất nhiều bộ phim của bọn họ muốn quay này cực kỳ quan trọng nếu như thất bại toàn bộ vốn của công ty đều sẽ mất hết. Chút tiền đầu tư này căn bản không đủ, trừ diễn viên chính là Cung Húc và Lạc Thần ra, chắc chắn còn phải mời những người khác, sân khấu, đặc hiệu cũng cần nhiều tiếng. Diệp mộ phàm trầm ngâm. Cung Húc không thèm để ý nói, không đủ thì đi kiếm thôi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi và Lạc Thần sẽ cùng nhau đi ra ngoài nhận quảng cáo, cố gắng kiếm tiền. Sắc mặt của Diệp mộ phàm hơi đâm chiêu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu, bên phía chữ hồng quang nhất định sẽ ngán chân, sẽ không để cho bọn họ sống dễ chịu đơn giản như vậy đâu. Nửa giờ trước, tin tức Diệp Quảng Quảng, Diệp Mộ Phàm, Cung hút và Lạc Thần tuyên bố đồng thời rời khỏi truyền thông quan diệu đã lan tràn trên Weibo. bộ. Vào lúc này ở trên mạng đã dấy lên làn sóng không nhỏ, cung hút tiện tay mở Weibo bộ một cái, nhất thời giận đến dậm chân, miệng, mọi người chúng ta đều đã đi rồi, thế mà tên khốn kiếp Thái Dũng Thắng này vẫn còn đang bắt chúng ta chịu trận. Tin tức hôm nay bọn họ tại hiện trường yêu đương 100% cùng Dương Lộ Thiến thu hình lại đã bị đưa ra. Hiện tại tất cả tin đồn ở trên mạng đều là hai người vì Dương Lộ Thiến mới cùng quan diệu xích mít. Mị nó. Mị lực của Dương Lộ Thiến này cũng lớn quá rồi đó. Vừa tới quan diệu có mấy ngày thôi. Liền để cho hai nghệ sĩ trẻ đang ăn khách của Quang Diệu vì cô ta ầm ĩ đến mức độ này cung húc coi như xong đi, làm sao lạc thần cũng như vậy a. À. Trả lại cho tôi nam thần cấm dục lạc thần đi. Dương Lộ Thiến thực sự rất ưu tú a, à, trình độ học vấn cao, IQ cao, người rất xinh đẹp, kỹ thuật diễn xuất lại ổn, thật sự là nữ thần giới giải trí chân chính ít có, loại người như cung hút quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hoài nghi nghiêm trọng là hai người kia đối với Thiến Thiến nhà chúng tôi làm cái chuyện gì quá phận. Mới bị công ty đuổi đi vẻ mặt diệp mộ phàm đầy dẻo cật nhìn tình cảnh này rõ ràng là thủy quân cũng đã mua rồi tất cả bình luận đều đã bị thủy quân của thái dũng thắng điều khiển dịch ngon tin con một khi có người nói dương lộ thiến không tốt liền bị thủy quân quét đến phía sau cung hút giận dữ nói đánh trấm rõ ràng là tiểu gia tôi mới là con thiên nga kia á diệp mộ phàm điểm chú ý của tên này vĩnh viễn khác với người thường mà đồng thời tạp chí sắc đẹp cũng phát ra một tin tức vô cùng hấp dẫn người xem. Sắc đẹp đưa ra một tấm hình chân dung cung hút và dương lộ thiến hai người chụp hình cùng nhau. Tất cả mọi người đều biết, cung hút và dương lộ thiến là lúc chụp hình ở sắc đẹp mà bắt đầu gắn bó, mặt bìa tạp chí này, bên trong có đoạn phỏng vấn riêng của cung hút và dương lộ thiến, vì vậy quần chúng bác quái cơ hồ như ông vỡ tổ tuôn ra, mang theo tâm lý cố gắng tìm kiếm càng nhiều tin tức bác quái hơn có thể dự đoán được, kỳ này tạp chí sắc đẹp nhất định là muốn bán đắt hàng. Chương 829, cậu phụ trách xinh đẹp như hoa. Diệp Quảng Quảng liếc mắt nhìn tin tức kia, đầu ngón tay có tiết tấu gõ trên bàn trà. Sau khi rời khỏi quan diệu, điểm mà cô để ý quan tâm đầu tiên. Chính là cái này. Ảnh trên tạp chí. Cô phải dựa vào cái này. Đảo ngược dư luận. Thông tin trên Internet càng ngày càng lớn, các công ty truyền thông lớn đã bắt đầu đưa thông tin về điều này, bọn họ muốn khống chế hoàn toàn dư luận, trừ phi có thể sử dụng được quyền lực quốc gia mới có thể làm được điều này, mà bối cảnh của hoàng cầu hiển nhiên còn chưa tới mức đó. Cho nên, hoàng cầu muốn một tay che trời, khống chế dư luận, thậm chí phong sát bọn họ, chỉ sợ là phải thất vọng rồi. Đây là một cơ hội bất kể là ai đều có thể trở thành minh tinh. Coi như chỉ là một người bán hàng trong đậu hũ trên đường cũng có thể bởi vì một tấm hình mà gặp vận may nổi tiếng, chỉ cần nhìn xem người đó có hoạt động và nắm giữ được thời cơ hay không mà thôi. A a a tức chết tôi rồi, con mẹ nó tôi hiện tại phải đăng nhập Weibo bộ mắng chết những tên khốn kiếp kia. Lão tử có vừa ý một con heo cũng sẽ không chọn người xấu xí kia đâu. Cung hút giận đến mức vén tay áo lên muốn mở Weibo. Bên cạnh lạc thần cao mày mở miệng nói, chuyện như vậy, coi như cậu giải thích cũng vô dụng thôi, ngược lại cậu xuất hiện, lại sẽ gia tăng nhiệt độ của nó. Lấy lập trường của chúng ta bây giờ mà nói thì nói cái gì cũng không biết có người nào chịu tin tưởng hay không đâu. Diệp mộ phàm gật đầu nói, không sai, cung hút cậu bình tĩnh một chút, hiện tại Thái Dũng Thắng chỉ mong cậu đi lên cùng bọn họ sâu xé đấy. Cặp mắt của cung hút đỏ lên nói, vậy chẳng lẽ cái gì cũng không làm sao? Vừa nhìn thấy tên của tôi và cô gái kia ở chung một chỗ tôi liền cảm thấy không thoải mái rồi. Ba người ồn ào một hồi, sau đó tất cả đều theo bản năng hướng về phía Diệp Bạch đang ngồi trên ghế salon. Chỉ thấy Diệp Quảng Quảng vẫn là bộ dạng ưu nhã kia, từ đầu tới cuối ngay cả chân mày đều không hề nhíu lấy một lần, nhìn dáng vẻ của cô, tự hồ là đang chờ đợi cái gì đó. Lạc thần nhìn thấy trong con mắt của Diệp Bạch giống như đang thấy được cả trời đầy sao, trong lòng đang nóng nảy bất an, không hiểu sao liền bình tĩnh lại. Cung hút lầu bầu lên tiếng, Diệp ca, anh nên nói một câu đi a à, hai người bọn họ nói cái này không được cái kia cũng không được em thật sự là không nghĩ được biện pháp nào nữa rồi không gấp đợi đi tất cả đã có tôi dịp quảng quảng nói xong nhìn cung hút sau đó khẽ cười một tiếng nói lấy sự thông minh của cậu không cần nghĩ đến loại vấn đề phức tạp này đâu cậu chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là tốt rồi cung hút đầu tiên là sững sờ tiếp theo hai gò má ửng đỏ lỗ tai nóng lên giúp ngon tinh công tâm tình uất tức nhất thời cũng quét sạch sành xanh, nâng gương mặt tuấn tú liền nhào tới a a a a a diệp ca, cầu gã. Có cảm giác an toàn quá đi mất. Sắc mặt của diệp mộ phàm nhất thời đen như đáy nồi, thành thục bước dài một bước xông lên lần nữa đem cung hút ngăn lại. Diệp mộ phàm gắt gao ngăn cung hút đang oa oa kêu to, nhức đầu không thôi trừng mắt nhìn em gái của mình, lại thả thính nữa à. Hơi hơi khiêm tốn một chút đi có được không? lại như vậy nữa thật sự là muốn đem người ta bẻ thành công luôn rồi. Đang náo loạn, tiếng chuông điện thoại di động của Diệp Quảng Quảng treo lên. Diệp Quảng Quảng nhìn lướt qua tên người gọi đến, tiếp điện thoại, alo, tổng biên tập xài. Đầu kia điện thoại di động truyền tới thanh âm có hơi chút mệt mỏi, phó tổng Diệp. Không, xin lỗi, Diệp tiên sinh. Anh nói anh có biện pháp để cho lượng tiêu thụ tạp chí BV chúng tôi vượt qua, sắc đẹp, là thật sự sao? Diệp Quảng Quảng, đương nhiên rồi. Đầu kia điện thoại di động trầm mặt chốc lát, ngay sau đó mở miệng nói, để cho cung hút xuất hiện trên tạp chí của chúng tôi căn bản không có ý nghĩa gì lớn cả. Tôi thừa nhận hiện tại bởi vì Dương Lộ Thiến Cộng thêm chuyện cung hút đột nhiên cùng Hoàng Cầu hủy hợp đồng. Cho nên hiện tại cậu ta rất ho, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để cho lượng tiêu thụ của chúng tôi vượt qua sắc đẹp. Diệp Quảng Quảng, tôi cũng không có nói là chỉ có một mình cung hút. Tổng biên tập xài có chút ngoài ý muốn hỏi lại, có ý gì? Anh nói là, để cho chúng tôi chụp ảnh của hai người. Nhưng là, nữ nghệ sĩ anh muốn chọn là ai? Bất kể là người nào, cũng không có khả năng dễ dàng vượt qua được cung hút và dương lộ thiến đâu. Hơn nữa cái này rất dễ ảnh hưởng ngược lại đó. Dịp Quảng Quảng, nữ nghệ sĩ. Dĩ nhiên là không rồi. Tổng biên tập xài, vậy là ai? diệt quảng quảng lạc thần